Hơi thở cuộc sống xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, cảnh sát thành phố Cincinnati, bang Ohio của Mỹ vào ngày 7 tháng 8 cho biết 9 người đã bị thương trong một vụ xả súng ở trung tâm thành phố vào dạng sáng cùng ngày theo giờ địa phương. Các nạn nhân tuổi từ 23 đến 47 bị thương nhẹ đã được đưa vào viện điều trị và đã xuất viện. Vụ việc xảy ra sau một cuộc ẩu đả giữa hai nhóm trong một đám đông tại khu di tích lịch sử Over the Ride, thành phố Cincinnati, bang Ohio của Mỹ. Ít nhất hai đối tượng đã nổ súng. Một cảnh sát đã bắn một đối tượng nổ súng và đối tượng này đã chạy khỏi hiện trường. Chưa có đối tượng nào bị bắt giữ. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ việc. Phát biểu sau khi xảy ra vụ việc, thị trường Cincinnati, ông Aftab Poover nhấn mạnh vụ việc này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Sử dụng súng để giải quyết tranh chấp không thể trở thành một phần bình thường trong văn hóa của nước Mỹ. Theo dữ liệu của tổ chức phi chính phủ Gun Violence Archive, thống kê bạo lực súng đạn từ đầu năm đến nay tại Mỹ đã xảy ra ít nhất là 402 vụ xả súng.